Rồi em mình xin mến chào các bạn nha. Hôm nay là em mình sẽ vẽ cái bộ móng Easter cho cái khách nha các bạn. Cái bước thứ nhất bây giờ mình vẽ cái màu xanh đây. Bây giờ mình đi góc này màu xanh nha. Rồi, góc này màu xanh. Rồi mình phải trang ra nha các bạn. Cái khách này vẽ tới mấy màu là mày vẽ trước màu xanh thì mày đi trước cho nó xong màu xanh ha, một lát là mình khỏi cần phải lấy lại màu xanh nữa. Rồi bây giờ mày cho hơi đi, tại vì màu xanh đó mình xong cái làm cho hơi cái nấy cho nó khỏe. Qua bên đây cũng vậy, mày đi màu xanh là cái góc này. Rồi. Rồi bên đây mình đi màu xanh trên cái góc này. Xem nhưng khi mình chảy nó cái hạt bong bóng này mình quét xuống cho hết nha các bạn. Rồi là mình đã xong cái phần màu xanh này nha. Bây giờ mình sẽ chăng hơn. Rồi kế tiếp là mình đi thêm cái màu khác nè. Các bạn thấy khách làm rất là nhiều màu nha. Bây giờ mình đi cái màu tím. Đây. Cái màu tím mình ôm góc này. Dạ, mình sẽ hơi qua đây. Các bạn thấy mình làm vậy cũng mất rất là nhiều thời gian, các bạn thấy không? Rồi bây giờ cái màu tím đi góc này. Cái màu này là nó cái màu cho cái lễ Easter không đó các bạn. Không có khó làm nhưng mà mất nhiều tiếng thời gian ha, cũng không có gì là dễ, khó làm hết. Rồi chuyển sang tới màu vàng cam nè các bạn ơi. Cái màu vàng cam thật đẹp luôn. Các bạn cũng thông cảm ha, khi cái video của em này nó hay ồn. Tại vì em này cũng có khách ở trong tiệm đó các bạn. Em này chia sẻ những cái video khi nào mà có mấy cái mẫu giả mà nó thông dụng trong tiệm, em này chia sẻ với các bạn. Chứ em này làm là không có lựa chọn hoặc không có kiểu chọn tay đẹp, tay mẫu để làm. Khi mà có tay nào thì em này rảnh em này quay tay đó chia sẻ thôi. Rồi bây giờ em này sẽ đi cái màu vàng cho bên đây. Phối cái màu nó chen kẽ nhau. Rồi ở đây mình đi cái góc màu vàng ngay đây. Cũng ngồi nè, biết tới đựng cây nữa không. Rồi bây giờ mình sang màu màu blue nè các bạn. Rồi em sẽ đi màu blue góc đây nha.
blue này. Đây, này nó có rồi. Mình đi blue bên ngón này nha. Đó. Rồi mình còn một màu nữa là mình đủ nha các bạn. Đây, mình sẽ hơi qua đây. Bây giờ mình chuyển sang màu hồng nè. Rồi, bây giờ mình sẽ hơi qua đây. Phối hai cái màu hồng này nó gần nhau rồi. Cái hôm sau mình mix với nhau thôi các bạn. Rồi mình rất cái màu hồng nữa. Rồi bây giờ mình cho hơi nha. Bắt đầu mình chỉ mới xong cái phần màu thôi các bạn. Bây giờ mình chuyển sang cái phần vẽ nha. Rồi cái thứ hai bây giờ mình trước tiên là chuyển sang cái phần màu trắng nè. Rồi mình cũng dùng cái cỏ giấy lai luôn. Đi cái đường line thật là mảnh nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi một cái đường line thật là nhỏ luôn. Các bạn thấy không? Cái đường line mảnh thôi chứ không có bự quá. Rồi. Dính cái lông mình mới lấy ra. Rồi. Rồi xong cái đường line màu trắng đó các bạn. Rồi mình hơi qua đây. Bên đây bắt đầu mình đi đường line màu trắng. Các bạn cũng thông cảm nhầm khi mình bỏ hơi, bỏ qua bỏ lại. Tại vì em thì không có muốn cắt cái phần, em không có muốn edit cái phần video, em muốn để hết cái video cho các bạn coi luôn. Nói chung mấy cô khách này mấy cổ ngồi cũng hơi rung lắm này ha các bạn. Sorry các bạn nha, mình mới đặt cái cổ hơi nhúng nhích cái mình bị trợt liền. Những cái cô khách này là cũng khá lớn tuổi rồi các bạn, chứ không phải là khách trẻ nè. Có ngồi nó cũng nhịp dữ lắm đó. À, mình làm thì mình cố gắng nè. Rồi cho hơi qua đây luôn. Rồi bây giờ em cho bỏ một ít màu trắng ra này nha. Rồi mình sẽ dùng cái chấm nha các bạn. Mình dùng chấm nhỏ này. Không biết có đi nhanh được không. Để cái tình trạng là cổ rung chứ không phải mình rung. Camera man quay có thấy được em cái tay mì chấm cho các bạn không? Em mì cũng ráng để cái tay mình hai cái che khuất cái tầm nhìn lắm. Mì chấm dưới chấm lên nó cho dễ quay.
Các bạn thấy mình đi có cái trắng trắng vô là cái neo nó khác lạ liền ha, nó có cái độ nổi ra. Các bạn cũng tham khảo mà có nhịp nè, có ngồi mà giống như cái đùi có rung rung phía dưới đó. Nói chung nhiều khi mình cũng có nói, mình nói nhiều khi cũng ngại với mấy cổ đó các bạn. Mấy cổ nghĩ là mình nói thôi. Rồi bên đây cũng vậy. Các bạn biết tiệm Ai Mì thì các bạn nào mà theo dõi cái kênh YouTube với Facebook Ai Mì lâu thì các bạn biết đây. Móng dài thì không có nhiều, nhưng mà móng dẻ thì rất là nhiều nha các bạn. Móng ngắn nhưng mà mấy cỡ cũng muốn dẻ đầy móng á. Rồi qua bên đây. Các bạn biết mình đi cái phần quả tiết cá chấm này nè. Nó cũng rất là dễ chứ không có khó, nhưng mà nhiều khi khách mà nhúng nhích thì mình mất nhiều thời gian hơn thôi, chứ mấy cỡ ngồi im mình chấm mấy hồi các bạn. Các bạn thấy mì chấm là các bạn cũng biết rồi ha, cỡ ngồi cứ thập lên thập xuống ngoài nhưng mà không sao. Nhưng khi mình làm cũng tùy theo mấy cái khách mà mình cũng phải có sự thông cảm, có sự kiên nhẫn các bạn biết không. Thì cô khách này nói thật sự là mì đã làm cỡ 20 hai mấy năm này. Cái thứ hai tuổi cổ cũng già rồi các bạn, cổ cũng 90 mấy tuổi rồi, kể khách mới của mình là mình phải chiều thôi. Còn cổ nhúm nhất thì mình đi trạm chứ cũng không sao. Nói chung thì cổ cũng rất là dễ cho em mì dẻ, nhưng mà hồi nào cũng vậy đó các bạn. Tuổi của cổ thì hơi cao như vậy, nhưng mà dẻ là phải dẻ hết 10 ngón nha, là phải dẻ đầy móng mới chịu nha. Các bạn biết bây giờ mà thị trường làm neo bây giờ mình làm được móng bột đẹp là ok, nhưng mà cái phần cái khâu dẻ đó các bạn, bạn nào mà dẻ rành nữa là cái income của mình nó tăng nhiều vô lắm. Khách bây giờ là chịu dẻ vô lắm chứ không giống như ngày xưa nữa. Bên đây tắt đèn là có ngồi có nhịp. Mình biết là mình không có bắt đèn nữa, tại vì đèn nó đã khô rồi. Có ngồi có nhịp đó. Rồi bây giờ mình cho hơi qua bên đây nha. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái màu đen đó các bạn. Các bạn thấy làm cô khách này là mẹ bỏ một tí xíu màu đen ra nha, một tí thôi. Rồi mẹ chấm một cái chấm màu đen ra đây, chấm nhỏ lên còn chấm bự nha. Đó. Mình chấm ở trên đây này, mình coi chỗ nào cái khoảng cái diện tích nó rộng, rồi chấm màu đen bên đây, rồi cho hơi đây nha. Mỗi một bàn tay mình chấm một cái màu đen, ở đây cũng vậy. Rồi giờ mình cho hơi qua đây. Rồi cái tiếp theo nữa là mình sẽ dùng tới màu trắng. Rồi màu trắng thì mình vẽ trên những cái màu nổi nha. Trước tiên là mình sẽ vẽ lên đây. Rồi
hay mình chia vẽ là coi cái cổ nhịp này đó, 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 đó. Là mình rất là khó canh bông luôn các bạn. Rồi đây mình vẽ trên màu đậm nha, cái màu vợt là mình bỏ qua nha. Cái chỗ này cái diện tích rộng thì mình vẽ cái bông nó to hơn chút. Rồi đó là cái hoa màu trắng. Rồi mình cho hai bên đây. À bây giờ qua bên đây vẽ đây cái hoa màu trắng nữa nè. Rồi ở đây có hoa màu trắng nè. Mình coi coi mình vẽ thêm cái màu xanh đi. Cái màu trắng là chứ mình chấm lên như vậy là xong thôi các bạn. Mình đè cái đầu cờ mình kéo ra thôi. Mình có được cái hoa đi xì. Rồi cho hai đây. Rồi cái bước kế tiếp mình sẽ sử dụng một cái màu nữa nha. Còn đợi mình chút xíu. Mình sử dụng một cái màu nữa để mình vẽ trên nè. Mình vẽ trên cái mấy cái hoa còn lại nha. Tới cái phần màu tím, tại mình muốn lấy cái màu tím hay đậm tí xíu, mình vẽ cái hoa lên nó mới nổi. Rồi mình đặt cái màu tím đây nha. Lễ ít tờ là lễ phục sinh đó các bạn. Rồi cái này nên tím vợt hay mình vẽ màu trắng ngay đó đi, mình kiếp cái đó ra để mình vẽ màu trắng đi. Vì tím đó mình chừa như vậy mình vẽ không có nổi được. Là cái hoa màu tím, còn ở đây là cái hoa màu tím nữa. Rồi. Ở đây có hoa rồi, mình cho hoa ở đây. Rồi ở đây mình sẽ vẽ màu trắng đây, còn một cái màu tím đây mình vẽ cái hoa màu trắng. Để tím lên tím đây thì nó không nổi các bạn, buộc mình vẽ màu trắng là nó quên nữa, làm mà không có tính nè, cứ làm tới đâu là hay tới đó thôi. Rồi đây. Rồi bây giờ mình cho hoa lên đây nha. Đó, các bạn thấy xong một bộ móng cô này cũng công trình ha. Mẫu thì dễ nhưng mà tại vì nhiều màu. Rồi bây giờ cameraman quay giùm mấy mì coi. Cái bộ móng này là đủ ăn lễ Easter rồi đó các bạn. Đủ màu luôn. Rồi bây giờ cái bước sau cùng là mình sẽ bỏ nước bóng nha. Sau khi bỏ nước bóng lại mì đã hoàn thành xong bộ móng của cô cách này ngày hôm nay. Bây giờ mình xin kết thúc cái video này tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Thân ái chào các bạn.